pha cái Mỹ vô, bởi vì không có nói chuyện với người Việt nhiều, có thể quên một chút tiếng Việt. Để mình nhớ coi, oh remember đã đi rời khỏi Việt Nam bao lâu rồi ta? Oh, I remember that. Oh, 1 week xa Việt Nam 1 tuần lần đó.